Hello anh em, đây là Taka Channel. Và chắc chắn là chúng ta sẽ khám phá những điều thú vị nhất hành tinh. Các bạn biết đấy, không chỉ có trong phim kinh dị, những loài ký sinh trùng có khả năng điều khiển vật chủ lớn hơn nó gấp nhiều lần cũng tồn tại ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đây thì là những sinh vật sống trong cơ thể của vật chủ. Chúng có khả năng chi phối thần kinh và thậm chí là giết chết vật chủ ngay lập tức. Khác với những loài ký sinh thông thường sống nhờ trên vật chủ, những ký sinh trùng này khả năng tấn công trực tiếp vào não bộ và điều khiển hành vi vật chủ để phát triển, sinh sản và nối dài chu kỳ sống của mình. Nghe ghê vãi luôn đúng không nào? Vậy thì hãy cùng Taka Channel đến ngay và luôn với 7 ký sinh trùng điều khiển hành vi vật chủ. Ở vị trí thứ 7 thì đó chính là Jun Guardian, kẻ ký sinh hiến giấy tự sát. Loài Jun này có tên khoa học là Nematomorpha, chuyên ký sinh những loại côn trùng, đặc biệt là dế. Tên thường gọi của chúng là Jun bơm ngựa. Sau khi xâm nhập vào vật chủ, Jun còn phát triển trong vài tháng. Sau đó chúng kiểm soát cả tâm trí vật chủ, khiến vật chủ tự nguyện nhảy xuống nước. Jun Guardian cần nước để kết đôi sinh sản, nhưng dế thì lại thích nơi đất khô. Vì vậy khi đã đủ lớn, Jun tiết ra một loại protein làm sai lệch hệ thống định vị con dế, khiến con dế nhảy loạn xạ, di chuyển tới gần nguồn nước hơn và cuối cùng nhảy xuống nước mà chết đuối. Đó thì là môi trường cần thiết để Jun Guardian sinh sản, nên chúng tìm mọi cách để vật chủ tự kết liễu đời mình bằng cách này. Khi đó thì Jun ra khỏi vật chủ, bắt đầu kết đôi sinh sản. Jun mẹ thì sẽ chết ngay sau khi đẻ xong khoảng 15 triệu quả trứng. Trứng của nó bị ăn bởi côn trùng dưới nước. Côn trùng này khi trưởng thành bay đi và lại bị ăn bởi dế. Từ đó thì Jun Guardian tiếp tục làm lại chu kỳ sống vô tận của mình. Loài Jun này có thể phát triển chiều dài tới 2 mét, nhưng cơ thể của chúng rất là mảnh. Chúng không chỉ định cư trong bụng dế và các loài côn trùng khác, mà còn ăn thịt chúng khi còn sống, gây ra cử động loạn choạng và điều khiển tâm trí khiến các con côn trùng ngã xuống nước. Sáu, loài nấm biến kiến thành zombie. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng một loài nấm ký sinh đã xâm nhập và điều khiển chức năng thần kinh để biến kiến thành zombie. Những chú kiến zombie sẽ bị sai khiến đi lang thang khắp nơi và sẵn sàng xé bất cứ loài vật nào mà nấm ra lệnh. Nghiên cứu này tập trung vào loại nấm thuộc chi Ophiocordyceps. Loại nấm này sẽ tiết ra một loại hóa chất đặc biệt tác động trực tiếp lên cơ quan thần kinh của vật chủ nhằm điều khiển hành vi. Cụ thể ở đây là biến kiến thành nô lệ, đi lang thang khắp mọi nơi, cắn ngấu nghiến bất cứ khi nào nấm ra lệnh. Sau khi nhiễm bệnh, một số con còn có hành động lạ như là lao đi rồi rơi từ ngọn cây xuống gần mặt đất. Cả hai hành vi này thì đều là cơ chế nhằm giúp bào tử nấm phát tán càng xa càng tốt. Sau khi bào tử nấm zombie xâm nhập vào cơ thể kiến bằng cách đục lỗ trên thân, chúng khiến kiến co quắp và rơi khỏi cây. Nấm thay đổi hành vi của kiến, bắt nó đi lang thang vô thức tới khi sẩy chân vào lá cây có đủ điều kiện cho nấm sinh sản. Sau đó thì nấm ký sinh chui ra từ cổ kiến, phát triển và tiếp tục phát tán bào tử, lây nhiễm cho các con kiến khác. Nghe như là trong phim kinh dị vậy, đúng không nào? Năm, hội chứng cuồng mèo. Trong cơ thể của mèo chứa một loại ký sinh trùng tên là Toxoplasma gondii. Con quái vật mini đã được chứng minh rằng có khả năng khiến chuột có xu hướng tự tử bằng cách lần theo múi nước tiểu và lao vào lòng của lũ mèo hung dữ. Toxoplasma chỉ có thể sinh sản được trong một loại vật chủ duy nhất, đó chính là mèo. Chính vì thế thì chúng đã tiến hóa bằng cách tự tạo cái chất độc hóa học có chức năng điều khiển não bộ để đảm bảo đời con cháu của chúng có thể sống được trong cơ thể của mèo. Một con mèo có chứa toxoplasma cơ thể, chúng sinh sản tạo ra năng trứng nằm trong phân mèo. Một con mèo thì có thể thải ra khoảng 100 triệu năng trứng. Một con chuột xấu số đi ngang qua và bị nhiễm toxoplasma. Ký sinh trùng này sẽ chiếm lấy các tế bào bạch cầu và tạo ra một tín hiệu lên não, khiến cho bản năng sợ động vật săn mồi của chuột sẽ bị che mờ. Thế là con chuột này bị mèo ăn và năng trứng lại được trở về vật chủ ban đầu. Có điều là con người cũng có thể bị nhiễm loại ký sinh trùng này. Nội trong nước Mỹ đã có khoảng 60 triệu người nhiễm ký sinh trùng mà họ không hề hay biết mà thôi. Và một số giả thuyết cho rằng con người cũng bị chúng điều khiển, thậm chí là mang lại nguy cơ gây tâm thần phân liệt, gây ra hội chứng cuồng mèo, như là luôn nói về mèo, nghĩ về mèo, vật dụng nào cũng có hình mèo,
và mọi thứ trong cuộc sống của họ đều có liên quan tới mèo. Bốn, loài giun bắt cá nhảy múa. Loài giun Ohalochit californiensis bắt đầu cuộc đời ký sinh nhân ria của loài sên, sống ở vùng đầm lấy nước mặn phía nam California. Trong cơ thể của vật chủ, chúng bắt đầu sinh con đẻ cái, rồi sau đó đi tìm những con cá nhỏ ăn ấu trùng để ký sinh tiếp. Khi đã tiếp cận với một nạn nhân mới, giun Ohalochit sẽ đóng đô ở mang cá và tìm đường đến não con vật, rồi tạo ra một lớp mỏng trông giống như là tấm thảm tại đó. Chúng bắt đầu tiết ra những chất thấm hệ thống não bộ của cá. Cá nhỏ sau đó sẽ biểu diễn điệu nhảy khác nhau và bị tăng động hơn bình thường. Chính vì vậy, chúng khả năng bị chim tấn công cao hơn gấp 10-30 lần so với bình thường. Bên trong chú chim vừa đớp cá nhiễm độc, trứng của Ohalochit theo đường chất thải trôi ra ngoài và lại được sên tiêu thụ, tiếp tục vòng đời ký sinh. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là loài hà, biến đổi giới tính của cua. Loài hà chân tơ Sacculina cassini khi đầu đời là một ấu trùng trôi theo dòng nước. Nhưng khi tìm được vật chủ là cua, ấu trùng cái sẽ bắt đầu quá trình biến đổi bằng cách bám vào phần thân dưới con cua và khiến phần mai của nó bị uốn cong. Sau đó thì cô nàng ra một loại tua nhìn như rễ lên khắp người vật chủ và sử dụng mạng tua này để kiếm thức ăn. Sau một thời gian, Sacculina được sẽ tìm đến con cá giao phối. Cặp đôi này sinh con đẻ cái không ngừng. Lúc này thì con cua đực sẽ trở thành đầy tớ bất đắc dĩ và bắt đầu chăm sóc trứng của Sacculina như thể đó là trứng của mình vậy. Khi loài ký sinh này đầu độc cua đực, nó sẽ bắt đầu chia sản vật chủ và làm phẳng phần bụng, đồng thời bắt cơ thể cua tiết ra một số loại hormone để hành xử giống với cua cái, thậm chí là còn nhảy những vũ điệu vốn chỉ dành cho cua cái mà thôi. Hai, loài giun bảo vệ vật chủ của mình. Heteroharitid là loài giun chuyên đào đất tới xốp. Khác với những loài ký sinh khác chuyên hại vật chủ, loài giun này bảo vệ con vật mà chúng ký sinh bằng cách đe dọa những loài ăn thịt. Khi loài giun này làm nhiễm độc ở trùng sơ bọ, chúng sẽ thay đổi màu sắc của vật chủ từ trắng sang màu đỏ. Màu sắc này như lời cảnh báo tới các loài động vật ăn thịt. Thực tế thì đã chứng minh rằng chim trào mào chuyên ăn sơ bọ thường tránh những con có màu đỏ. Giun ký sinh thì cần sơ bọ nuôi sống nên chúng phải cố gắng bảo vệ vật chủ nếu không muốn bị mất mạng theo. Ở vị trí đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi: virus dại ăn vào não người như thế nào? Bệnh dại do virus rhabdovirus gây nên. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người, virus dại phát triển từ lớp trong cùng của mô dưới da, tiến vào các dây thần kinh của thể con người nằm ngoài não tủy sống. Sau đó thì virus dại di chuyển dọc theo các dây thần kinh tới tủy sống và não bộ với tốc độ khoảng 12 đến 24mm mỗi ngày. Người bị nhiễm bệnh thì sẽ có những thay đổi hành vi và có những biểu hiện lâm sàng khi virus bắt đầu xâm nhập vào não bộ. Do di chuyển chậm, thời gian ủ bệnh dại có thể từ 10 ngày đến 8 tuần hoặc là có thể kéo dài trên 1 năm. Thời gian ủ bệnh phụ thuộc số lượng virus xâm nhập vào cơ thể, sự nặng nhẹ ở vết thương, khoảng cách xa gần từ vết thương tới não bộ và khả năng miễn dịch của bệnh nhân. Vết thương nặng và càng gần thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. Nếu vùng bị cắn ở đầu và cổ cũng như những vết thương ở các khu vực đầu mũi thần kinh như là ngón tay thì sẽ có thời gian ủ bệnh ngắn hơn do khoảng cách virus xâm nhập vào mô thần kinh gần hơn. Thường 80% các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh dại bị đau, ngứa, vết cắn. Ở giai đoạn tiền triệu chứng có các biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu kéo dài từ 2 đến 4 ngày. Khi virus tấn công vào não, biểu hiện mất ngủ, tăng cảm giác kích thích như là sợ ánh sáng, tiếng động và gió nhẹ, sợ nước. Ngoài ra thì còn có rối loạn hệ thần kinh thực vật như giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi, hạ huyết áp. Đôi khi thì có biểu hiện xuất tinh tự nhiên và có biểu hiện tăng động. Càng về sau thì chỉ thoáng nhìn thấy hình ảnh của nước đã có thể khiến bệnh nhân bị co thắt ở cổ và họng. Các cơ sở y tế không thể làm gì được ngoài việc giữ bệnh nhân cảm thấy thoải mái, giảm đau đớn và lo lắng. Gần 100% bệnh nhân bị phát dại đều tử vong.
hiện thế giới cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Video này quá là ghê luôn đúng không nào? Và đến đây thì cũng là hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Tagai Channel ngay lập tức để đón xem những clip mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.